Ôi. Hợp lại nha. Đấy, kìm nó, kìm nó gấp, kìm. Nuốt cái lưỡi luôn rồi. Ôi. Có trời ơi. Được, được, được. Rồi. Được, được. Được. Có kì, có kì, có kì. À, cái bụng trà bá. Ê. Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung Nguyễn Fishing. Trong video ngày hôm nay mình câu cá tại hồ câu cá Tuấn Phượng 2 nhé các bạn. Thì trong thời tiết bây giờ chuẩn bị lạnh se se đó các bạn, và đầu mùa luôn. Thì cá nó khá là chậm ăn hơn những tháng bình thường nhé các bạn. Và cá nó sẽ thường là nó ăn mùi thơm và ăn ngọt hơn nhé các bạn. Thì các bạn có đăng ký kênh YouTube, theo dõi kênh YouTube của Trung Nguyễn Fishing thì các bạn sẽ được luôn luôn cập nhật những cái thông tin tình hình cá ăn các hồ cũng như là các mùi vị mà con cá nó ăn phù hợp với cái mùa nha các bạn. Thì cái thời tiết này từ tháng 11 cho tới tháng 2 nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý nha. Cá ăn khá là chậm và ăn mùi thơm nhiều nha các bạn, thơm chua, béo ha các bạn. Xin chào các anh em, hôm nay mình có lại hồ câu cá Tuấn Phượng, mình có phỏng vấn một số anh em ở đây. Xin chào anh tên gì, anh ở đâu, lại đi câu cá Tuấn Phượng với anh? Anh Tiến Bùi, anh ở Tân Phú. À, Tiến Bùi, Tân Phú ha. Chủ tịch hội đồng quản trị của hồ câu cá Việt Nam. Ồ, hay quá. Tiến về câu câu nha. Đây, đây là anh Tiến, sáng đầu tiên anh câu cám nha các bạn. Tiến gì vậy? Tiến Bùi. Rồi, xin chào em ở đâu lại đây em? Dạ em ở Long Thành anh. Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Quá xa luôn em hả? Chắc sáng nữa, ngày buổi sửa luôn. À, chắc sáng phải đi sớm em hả? Dạ 4 giờ em đi anh. 4 giờ sáng đi rồi. Không có môn nào cực khổ bằng môn câu cá nha các bạn. 4 giờ sáng phải dậy đi câu cá. Đam mê thôi anh ơi. À, đam mê. Đây là anh Bắp Bồi. Dạ. Bắp Bồi anh em. Cái sáng sáng đấy. Đây là một số bắp mồi bánh tráng của anh em nè các bạn. Mồi. Hơi ngại thì tươi. Rồi đây là một số anh em nữa. Để anh hỏi em ở đâu lại đây câu cá hồ với cá Tuấn Phượng em? Dạ em ở Tây Linh chú ạ. Tây Linh hả? Xa vãi trưởng của em ha. Kinh. Rơi nước mắt rồi bạn. Rồi, hy vọng hôm nay tất cả anh em mình may mắn nha. Bắt cá cha bò nha. Ok anh. Tiếp tục này chúng tôi xin sẽ câu và bún cho các bạn. Đây tất cả anh em xin chào, anh em mình đứng sớm luôn nha, vừa đứng sớm. Úc đầu tiên đã qua úc nha các bạn. Sáng sớm cập nhật quá. Dùng hết rồi luôn. Đây, cá lên gần đầu và bê luôn nha. Rồi, cá lên gần lửa A luôn. Cá lên gần cuối bò A luôn. Rồi, đứa con, một con. Cá qua chán nhiều em ơi. Cần đây đây. Cá qua chán nhiều nha.
Tiến ơi. Lúc nào căng dây, kéo lúc nào căng dây anh em. Lòn được không? Lòn chú quá kìa. Lòn rồi, hí hí, lòn rồi hí. Cá cận bình ăn tiếp nha các bạn. Đâu rồi, đâu rồi? Gấp gấp, chán ơi, chán ơi. Cá lên nè, nó hiện tượng lên nha. Đâu, cái này không dễ bỏ lại ta. Anh gấp, cần tôi gấp cái cái, cần tôi gấp cái cái. Ok. Rồi gỡ rồi hi. Rồi cá bà, cái hiện tượng bà luôn đó nha mấy anh. Cá lên lửa rồi đây. Con cá thứ hai. Quá rồi, mới 10 phút đầu quá trời cá rồi. Ôi, chồng chồng chồng. Chồng vậy á, chồng vậy á. Phải nhiều đó. Hello, cả nhà quý nhân. Phải không? Đâu rồi, đâu rồi? Vô chưa, chú chưa? Chú chú cần không? Lớn không? Ê, có sôi á. Được á. Bữa bữa có sôi đó. Tâm 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 tâm. Bà xôi đó. Bà lên về nha. Ui. Hợp lại nha. Kìm nó kìm nó gấp kìm. Lưỡi luôn rồi.
Thôi. Được. Đấy. Được. Được. Cơ kỳ, cơ kỳ. Thật bùng cả bão. Ghê. Nam, lấy kìm cái Nam. Rồi. Cá đang lên nha các bạn. Đâu rồi? Vô chưa? Chuối cành, chuối cành thì xả dây trùng cho mới được chuối. So ngắn đây rồi. Rồi, về chỗ. Quay luôn chánh đi, quay luôn cánh đi. Rồi, lên ba. Cả lên nha các bạn.
Trời ơi, anh thợ gặp cá này chết luôn rồi. Buông lưỡi ra. Vừa đặt camera cái cá lên. Tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Con cá nó tát vào mặt cái thằng nào mới nói đó. Ô, bạn mình có cá rồi. Đâu. Phải bọn. Bắt bò đi. Sớm rồi, quay bạn một cái, con mấy con bò coi. Phải nhiều hết bạn ơi. Đó, đi tới đâu là cái phi chạy tới đó, thấy không? Đó, thấy không? Đâu rồi? Vô chưa? Chà bá luôn. Dòng qua đi, dòng qua được á. Dòng qua đi. Hả? Đâu rồi? Dưới rồi. Cá qua trái kìa. Đưa xôi được, bữa. Rồi, đã lên bờ. Rồi, cái bụng gà chà bá lửa luôn trời.